người yêu cũ có quay trở về các bạn không ha? Bây giờ chúng ta tập trung năng lượng, chúng ta đặt câu hỏi là người yêu cũ có quay về hay không. Mình xin cô lắc trên vũ trụ sẽ cho bạn biết được là người yêu cũ có quay về không ha. Mình sẽ đếm từ 3 tới 1, các bạn hít thở thật sâu và chúng ta lấy năng lượng, chúng ta nghĩ nha. Và con lắc sẽ trả lời cho các bạn về điều này. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Xin con lắc cho biết là có cơ hội quay trở về với người yêu cũ không? Tại vì thấy năng lượng mấy bạn này mê trở lại với người yêu cũ quá, quay trở lại cho làm cho nó làm khổ chơi á. Tao nói rồi mà, có khả năng có khả năng quay lại, biết tại sao không? Cái gì mà nó nghiệp á, nó dính lắm các bạn. Các bạn hiểu từ nghiệp không vậy? Cái từ nghiệp là cái sao? Nhiều khi đến gây đau khổ với nhau mà phải ở nhau hoài tới già luôn, không bỏ nhau được thì cặp này cặp vậy đó. Và các bạn năng lượng có đó, người này sẽ về báo các bạn tiếp, yên tâm. Sẽ báo tiếp. Để coi báo cái gì nha, lỡ rồi. Để coi họ báo các bạn cái gì. Bây giờ người yêu cũ có khả năng quay về và sẽ gây đau khổ tiếp, nhưng mà còn đến tên họ, họ báo các bạn về cái gì, chia tiền, chia bạc hay là lừa gạt tiếp. Xem năng lượng là cái người cũ này họ quay trở về nhưng mà họ muốn cái gì ở đây, họ muốn cái gì, muốn tiền, muốn tình hay muốn gạt tôi lần nữa. Má ơi, nó đang độc thân đó chứ ơi. Oh my god. Anh nói anh đang độc thân, anh không quen ai bây giờ, anh đang rất là cô đơn. Và anh chọn lựa chọn im lặng để anh không hành động gì hết. Khi em động thái các bạn thì sao? Và nói rằng á, mọi thứ đang cho cái gì vậy? Giờ họ đang coi là bạn có offer cho họ cái gì không? Là có đề nghị cái gì không? Có cho họ thấy cái gì ngon để họ quay trở về không? Kìa, cho người ta gì người ta quay về kìa. Và có thể cái việc này họ tiến tới mối hệ cam kết nha. Họ sẽ đám cưới nha. Hoặc là ký tên giấy tờ nhà cho họ nha. Để cho họ bán nuôi trai nuôi gái gì nha. Không biết cái nguồn năng lượng là có ca cha tò. Một là ký giấy tờ sang tên nhà cho họ đứng, hai là đám cưới không biết cái gì. Trời ơi, vui ghê á. Rồi sao? Ở đây họ nói nè, vô chơi tiếp đi, cái vòng quay lưng hồi nó tiếp tục tái diễn, cho lên cao và xuống đáy của chúng đáy của đau khổ. Trời ơi, đúng y chang cái năng lượng ra luôn. Đúng cái người yêu cũ như vậy, báo tiếp các bạn. Muốn quen lại đi thì quen lại đi, quen lại là vậy đó. Rồi sao? Sẽ có một cuộc gặp gỡ với người này. Giải thích cho bạn nghe. Họ nói nè, bây giờ á, họ không quen ai hết. Họ vẫn còn độc thân. Họ vẫn còn độc thân. Bây giờ tình trạng hiện tại của họ là available. Và kế tiếp là gì? Bây giờ cái người mà họ theo đuổi á, họ bỏ họ rồi. Hồi xưa họ bỏ theo anh nào cô nào, bây giờ cái người đó bỏ cái người này rồi. Và họ đang rất là buồn và họ cảm thấy rất là cô đơn. Tiếp. Nhưng bây giờ họ biết á, họ đã gây lầm lỗi cho bạn rồi. Bây giờ họ không dám hành động gì hết. Họ đang im lặng chờ đợi động thái của bạn ra như thế nào. Và họ chờ là sao? Họ chờ bạn có đề nghị cái gì không? Bạn có cho họ cái gì không? Họ muốn là bạn phải dài
bài trên cái bàn tiệc đó là có những gì. Bây giờ em cho anh một miếng đất, anh cho 5 chỉ vàng. Bây giờ đến với em đi, em sẽ cung phụng anh, em sẽ được nô lệ cuộc đời của anh. Thì họ sẽ bàn offer cái gì? Và tiến tới là một là đám cưới ra tòa nè. Một là ra tòa để mà chúng ta sang tên sang nhà cho người đó, để người đó lấy cái tiền đó nuôi trai nuôi gái, hoặc là đám cưới ha. Có hai trường hợp xảy ra. Và vũ trụ nói rằng nè, quay trở lại đi, rồi cuộc đời con lên lên xuống như chơi trò chơi mà cao tốc vậy đó. Nó cho con lên cao, nó hạ con xuống dốc tiếp, con cứ gầm vậy làm hoài luôn, chừng nào con chết thì thôi, chừng nào con hài lòng với bản thân con, chừng nào con hèm thù quá. Từ đó vũ trụ nói đó, con quay lại khổ tiếp và trồi sụp tiếp, có muốn không? Sẽ có một cuộc gặp gỡ để bàn sang tên nhà cho anh ta nè. Chọn đi các bạn. Trời, tôi nói trải bài ra đúng không? Tôi nói phải như vậy mới hài lòng cơ vị. Đó, quên lại đi. Cái này vũ trụ nói rồi các bạn ha. Nên thành ra là bây giờ người nào ngoan cố muốn quay trở lại, muốn ký tên sang với nhà đất cho anh ta thì cứ sang. Không đúng sai ở đây, vũ trụ cho thấy con đường đi rồi đó. Chọn đi. Họ độc thân, họ sẵn sàng quay về, nhưng mà họ đang chờ bạn, có cho họ gì nữa không? Bây giờ lên tiếng đi, anh ơi, quen lại đi, em cho anh miếng đất. Ra gà may ra, ra phường em ký tên sang tên đất cho anh. Cho xong đi ha, rồi nó cho lên nè, nó cho lên cái tàu cao tốc nè. Nó đi một vòng, lên xuống lên, nó cho lên cao, nó nịnh cho nó đu xuống dưới đáy. Rồi cuối cùng đau khổ tiếp. Đó, trải bài nói vậy đó, quay lại đi nha mấy chế. Quay lại ký giờ, bây giờ mấy căn nhà sang hết cho anh ta đi. Bây giờ dễ lắm. Bây giờ nè, bạn bây giờ dễ lắm. Muốn người yêu người ta yêu mình đó, bạn đáp ứng cái gì họ mong muốn. Bây giờ người hỏi anh ơi, bây giờ anh muốn tiền, anh muốn bao nhiêu tiền, anh muốn bao nhiêu cái gì. Tại vì người ta yêu bạn, người ta quay trở về rồi, chứ ta không cần cái sự đề nghị gì đâu bạn. Nếu mà người ta yêu bạn, người ta đã trèo đèo lội suối, người ta đến với bạn rồi. Chứ không cần phải chờ bạn mở lời là bây giờ cho họ cái gì không quay về đâu. Cho gì đi nè, cho nè, cho muối hay cho tiền, mấy miếng đất nè. Hợp thức quá đi, còn bao nhiêu căn nhà ra ký sang tên cho họ đi. Hay còn chỉ vàng móc hết đưa họ luôn đi. Một cái trải bài nó ra trò, cái năng lượng nó ê chề, hết sực ê chề, mà đúng đúng luôn đó trời. Biết sao cái tay tôi bốc đúng chứ trời. Có tay bốc bài nghe mấy chế. Cái bộ bài này 100 lá bài, mà nó ra 6 lá bài, nó y là một câu chuyện đúng y chang. Tức là sao? Nó nói là cái vòng lặp sẽ được diễn ra, và cái người này đến với bạn một lần nữa, chỉ vì là bạn cho họ cái gì đi. Cho đi rồi tâm lý hiển nhiên xảy ra, tâm lý quán trách xảy ra, rồi tiếp tục đau khổ tiếp. Ham người cũ quá. Để coi cái người cũ này họ muốn cái gì các bạn, muốn nói gì với các bạn. Thích coi cái gì lắm, thích coi cái sự tham lam của người ta lắm bạn. Biết sao mình khoái coi mấy trái bàn ra mà vậy đó. Để coi cái người này họ tham tới bữa nào. Chắc hồi xưa tôi sinh ra tôi làm đi giặt mặt hay sao quá trời. Bây giờ để coi cái người này họ muốn nói gì với các bạn. Cái người cũ của bạn đó. Đó, nói là live stream nửa tiếng thôi đó, mà lần nào cũng hai tiếng mấy hết trơn. Dụ tôi nói chuyện hết, dụ tôi coi bài hết sợ luôn. Nói bạn đó. Hôm bữa kìa, trời ơi, nói hôm nay đinh trai chim 15 phút thôi, cuối cùng đã chim 2 tiếng rưỡi. Coi 20 bộ bài luôn. Nè, ở đây này nói nè, bạn tốt quá à, tôi không biết đền đáp công ơn của bạn sao hết trơn, nịnh ghê không? Đó, năng lượng đó. Đầu tiên họ sẽ nói trời, bây giờ anh hối hận lắm, em là người tốt nhất, giờ không biết làm sao đền đáp cái sự tốt đụng của em giờ. Ta nói chỉ có đứa mà xảo mai, cái đứa mà xảo nguyệt nó mới nói câu đó các bạn.
anh nghĩ là em không xứng đáng, không biết làm cái gì đó để xứng đáng với lòng tốt, không biết làm cái gì, làm cái gì, yêu người ta đi rồi làm. Trời, em tốt quá, anh biết làm sao. Cái câu này là câu của mấy đứa Sở Khanh. Chứ người đàn hoàng tâm láo vậy đó, người đàn hoàng ta hành động. Chứ nó trời, giờ em biết làm gì cho anh hết á. Là mấy người đó né xa giùm, khiếu gì làm, vất nhà, rửa chén, giặt đồ. Còn nó không biết làm gì, nhiều việc làm lắm, lau nhà kìa, rửa chén đi, cho gà ăn, cho vịt ăn đi, hay chở tôi đi shopping đi, hay cho tôi 100.000 đi. Có rất nhiều chuyện để làm, nhưng mà họ không muốn làm, nên họ mới nói câu đó với các bạn thôi. Bạn công nhận với mình không? Cái lời nói cũng... Nè, tại vì em đối xử với anh tốt quá. Nịnh thấy sợ luôn á chế. Hầu ơi, một gã Sở Khanh muốn quay trở lại, muốn ăn cái gì nữa nè, trời ơi, tức ghê luôn á. Thứ gì? Nịnh kìa. Tại vì em đối xử anh tốt quá, giờ anh bỏ không được. Giờ mà anh biết làm gì cho em hết trơn, anh cảm thấy anh tệ quá. Xin lỗi, làm chồng cũng được vậy, làm người yêu cũng được vậy, thiếu gì cái đây là đó. Hay một trăm tấc tiếp nè, hỏi kìa, có cơ hội nào không kìa, có cơ hội nào cho quay trở lại không, trả lời đi mới chế. Người ta hỏi kìa, có cơ hội quay trở lại không kìa. Tôi nói trời ơi, Sở Khanh lắm má ơi. Trời ơi, dễ sợ không, 100 lá bài mà nó ra vậy tức chết à. Không có một cái gì mà nó thấy mà nó kiểu người mà người thành thật, cái người mà chân thật, nó không có ai mà nói chuyện cái kiểu nói hạ bóng thả gió đưa đẩy, tôi ghét, dễ sợ ghét. Dạ coi rồi hình tướng, coi rồi bạn ơi. Tại sao á, tại bây giờ mình không có nói cho bạn cái sự thật được, cái vấn đề ý là họ nói là hồi xưa họ bỏ bạn đi, bây giờ họ không có thể nào họ nói sự thật được hết trơn á. Không nói sự thật là sao? Tại vì xạo á, tại vì nói dối á. Cái người mà người ta nói dối, người ta có sự thật đâu nói. Đó, có chuyện gì mà không nói sự thật được bạn? Có chuyện gì mà không rõ ràng được bạn? Quan trọng là họ có muốn nói hay không? Ở đây thấy không? Một xã khơi anh. Tôi không thể nói sự thật câu chuyện đó cho bạn biết được. Bỏ đi theo gái, lấy tiền nuôi trai mà còn nó không biết được là cái gì. Cái gì cũng có lý do hết trơn. Trên đời này không có gì mà không lý do. Đừng nói là không nói được, tại vì không muốn nói. Để không, 100 lá bài đó mà nó ra đúng y chang cái năng lượng luôn. Một lá bài cuối cùng nha. Rồi nè, tình yêu này là tình yêu của sự ra mà, tình yêu của nghiệp quả. Mấy chế vô, nhào đầu vô đi nè, đi xét. Tình yêu này là tình yêu ra mà nha. Chuẩn bị ai muốn quay lại ký giấy tờ đất sang tên đi. Rồi hài lòng chưa? Cố gắng lắm, cố gắng để lấy ra một lá bài đàng hoàng để nó họ yêu hoàng. Không có luôn. Không có lá bài nào yêu hết, thấy không? Không có lá bài là em thương anh tại vì anh tốt với em. Em thương anh tại vì mình em yêu anh. Không có. Cái lá bài là sao? Làm nũng, than thân trách phận, Sở Khanh, đòi hỏi, dồi dĩnh, lừa dối, xạo sự. Sáu lá bài ra, không có lá bài nó yêu mình hết trơn, toàn là muốn cái gì ở mình không. Còn muốn quay lại không? Bây giờ là tôi hài lòng chưa mọi người? Thôi giờ thôi, để một cái cho mọi người vui đi. Bây giờ cái cuối cùng ha, cái này mình gieo đá đi. Ở đây nè, nó sẽ có ngày tháng năm sinh và thứ
Tiếp theo, bây giờ mình đặt năng lượng để xem cái người đó có trở về thuộc cung nào và tháng nào hay gặp lại ha. Muốn khổ cho khổ luôn, để chiều hết mức. Cái này nó không có cái lá bài tarot ha. Để mình lấy cái lá bài tarot mình xem mày hay hơn. Có lá bài tarot đó, nó sẽ cho lá bài tarot anh nữa. Yên tâm đi, đồ chơi mình nhiều lắm. Ở đây á, tuy là trải bài không kiếm tiền, nhưng mà xin lỗi ha, người ta có gì mình có cái đó. Mà ở đây được cái người xem cho bài tarot có điều kiện các bạn. Cái thứ gì mình cũng mua được không luôn á. Yên tâm đi, không lấy bài không lấy tiền các bạn. Chứ bạn thấy không, đồ tôi là đồ đặc biệt không á. Cái này là quy rùa nè, để mình xem trải bài về kinh dịch cho các bạn á. Rồi, trời ơi, trời bài ra hay quá mấy chế ơi. Nè. Để các bạn thấy không? Để mình xem. Được không? Nè, cái chỗ này nè, thấy gì không? Lá bài vòng quay luân hồi đó, quay trở lại đi rồi tiếp tục cái vòng quay luân hồi khổ đau tiếp nè. Rồi ở đây nè, lá bài gì? Lá bài là the sin nè. Chưng cái vũng lầy này các bạn muốn bước ra hay không là tùy các bạn, bởi vì cái chân các bạn một chân chinh nước một chân chinh bờ. Nè, cái vũng lầy này một chân trên nước một chân trên bờ, bây giờ mình cứ muốn thoát ra cái việc này không phải cho mình quyết định, và bắt buộc cái tháp tò này bắt buộc các bạn phải trở ra, các bạn phải nhảy lầu của bạn thoát ra cái mối quan hệ này, không thể ở trong một quan hệ nữa. Ở đây là gì? Vòng bay luân hồi sẽ tái diễn nếu như các bạn quay lại trở với người này. Có muốn quay lại thì tùy các bạn ha. Ở đây số 2 nè, số 10 nè là những con số mà các bạn phải chú ý. Rồi xin kết thúc cho bài ở đây nha mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào ha. Chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc.